Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 12. Chương trình do Sở Dục Đào tạo và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp thực hiện. Chúc các em có một buổi học vui vẻ, bổ ích. Thông tin về bài học hôm nay sẽ được tóm lược qua video sau đây. Mời các em cùng theo dõi. Như vậy, qua đoạn video trên, các em có thể thấy, thông qua bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của giống với những tính chất đặc trưng và ứng dụng phong phú. Chúng ta sẽ đi vào bài học số 25, thuộc chương trình cơ bản hiện hành. Bài học hôm nay có 2 tiết. Tiết đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần A lớn kim loại kiềm. Phần này có những nội dung chính sau đây. Thứ nhất là vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử. Thứ hai là tính chất vật lý và ứng dụng. Nội dung thứ ba là tính chất hóa học và nội dung thứ tư là trạng thái tự nhiên và điều chế. Với nội dung trên, mục tiêu đặt ra cho các em là về kiến thức thì các em phải nêu được vị trí cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm. Thứ hai là nêu được một số tính chất vật lý ứng dụng quan trọng của kim loại kiềm và nêu được tính chất hóa học, phương pháp điều chế kim loại kiềm. Về kỹ năng đầu tiên là các em quan sát thí nghiệm, hình ảnh để rút ra được nhận xét về tính chất, phương pháp điều chế. Đây là một kỹ năng quan trọng mà các em sẽ được thực hiện ở phía sau. Kỹ năng thứ hai là viết phương trình hóa học, minh họa tính chất hóa học của kim loại kiềm. Và kỹ năng thứ ba là viết sơ đồ điện phân điều chế kim loại kiềm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung đầu tiên của bài học, đó là vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử. Như trên màn hình các em có thể thấy, những nguyên tố nằm ở trên khung màu đỏ này chính là kim loại kiềm. Vậy kim loại kiềm nằm ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn? Thì chúng ta dễ thấy rằng là nó ở nhóm 1A. Như vậy, lưu ý đầu tiên mà các em cần phải nhớ, đó là kim loại kiềm thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn. Và kim loại kiềm gồm bao nhiêu nguyên tố và tên của chúng là gì? Theo thứ tự từ trên xuống thì kim loại kiềm gồm li ti, ký hiệu là Li, natri, ký hiệu là Na, kali, ký hiệu là K, rubidi, ký hiệu là Rb, cesi, ký hiệu là Cx và francy, ký hiệu là Fr. Thì trong các nguyên tố này, francy là nguyên tố phóng xạ, chúng ta không tìm hiểu trong cái chương trình phổ thông cơ bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu nó ở cái chương trình vật lý 12. Thế thì như vậy bây giờ chúng ta cần nhớ là có bao nhiêu kim loại kiềm. Thì ta cần nhớ 5 kim loại kiềm cơ bản là li ti, natri, kali, rubidi và cesi. Trong đó chúng ta cần lưu ý 3 kim loại đầu tiên là kim loại quan trọng. Li Na-ca đó, bây giờ các em cần phải nhớ nó là Li Na-ca là li ti, natri và kali. 3 cái kim loại này thường xuất hiện trong cái bài tập. Trên màn hình, các em dễ dàng phát hiện được cấu hình A lớp ngoài cùng của các kim loại kiềm. Li ti, natri, kali, vân vân.
thì các em rút ra được nhận xét gì ở đây? Ở đây có hai nhận xét. Thứ nhất là lớp ngoài cùng của các kim loại kiềm ở đây đều có một A lớp trong. Và như vậy nó ứng với một A hóa trị. Cho nên các kim loại kiềm luôn thể hiện hóa trị 1 trong các hợp chất. Cái nhận xét thứ hai là cấu hình lớp ngoài cùng của chúng là giống nhau. Chỉ khác ở cái hệ số 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tức là cái số thứ tự chu kỳ. Như vậy thì cấu hình A trong nguyên tử lớp ngoài cùng của các kim loại kiềm bây giờ được viết là NX1 của N lớp bằng 2. Như vậy trong phần này các em cần phải nhớ 3 ý mà chúng ta đã thấy trên màn hình. Ta qua nội dung thứ hai của bài học tính chất vật lý và ứng dụng. Với tính chất vật lý, trên màn hình là những mẫu kim loại kiềm liti, natri, kali, rubidi và cesi. Thì chúng ta dễ dàng phát hiện là trạng thái của các kim loại kiềm là trạng thái rắn. Về màu sắc thì ở đây vì nó bị phủ, bị mờ đi, bị phủ bởi các cái tạp chất trong không khí, cho nên chúng ta không thấy được cái màu sắc thực của nó. Trên thực tế thì các kim loại kiềm có màu trắng bạc. Ví dụ như mẫu này nó bị mờ đi rồi. Đó. Thì cái màu của nó chúng ta sẽ được quan sát tiếp ở các cái thí nghiệm phía sau. Ngoài ra khi mà chúng ta cắt một cái lát cát như thế này thì ngay lập tức khi cắt thì kim loại kiềm nó sẽ có ánh kim. Đó. Thì đấy là một số tính chất vật lý mà chúng ta sẽ nắm. Tiếp theo, đây là bảng một số số vật lý quan trọng của kim loại kiềm. Với những cái hằng số là nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, đo bằng độ C. Khối lượng riêng thì đo được bằng đơn vị là gam trên cm khối. Độ cứng thì lấy độ cứng của kim cương bằng 10 và tính ra độ cứng của các kim loại khác. Thì khi mà nhìn thấy bảng số liệu như thế này thì các em cần phải có các cái kỹ năng sau đây. Thứ nhất là so sánh được số liệu giữa các cái kim loại kiềm. Thứ hai là có thể rút ra được nhận xét hoặc là quy luật biến động của nó. Thì với đại lượng thứ nhất, nhiệt độ nóng chảy, từ trên xuống chúng ta thấy rằng là đây là 180, 98, 64, 39, 29. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó nhỏ dần đi hay là giảm dần. Đúng không? Với nhiệt độ sôi thì ta thấy đây 1330, 760, 688, 690. Ở chỗ này, ở dưới này nó có lớn hơn đây chút nhưng mà nó cũng có xu hướng giảm từ trên xuống. Với khối lượng riêng thì chúng ta thấy là 0,53, 0,97, 0,86, ở đây có nhỏ hơn đây một chút. Đây là 1,53, 1,9. Thì như vậy là cũng có xu hướng là tan. Đó. Về độ cứng, ở đây là 0,6, 0,4, 0,5, 0,3, 0,2. Chỗ này có thay động chút xíu nhưng cũng có xu hướng giảm từ trên xuống. Đấy là cái quy luật, ta có thể rút ra được quy luật biến thiên. Như vậy là các đại lượng vật lý của kim loại kiềm ở đây cũng có biến thiên theo một cái quy luật nhất định. Và tiếp theo đây là những hằng số vật lý giữa so sánh giữa kim loại kiềm với kim loại ngay bên cạnh chúng. Thì ở đây các em có thể quan sát so sánh cái hàng ngang này để chúng ta rút ra nhận xét. Là các em đều thấy đó là thông số vật lý này nó nhỏ hơn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể khẳng định là nó nhỏ hơn nhiều nữa. Qua các số này chúng ta thấy rằng là nó còn nhỏ hơn nhiều nữa. Và ta xem tiếp. Đấy, tương tự như vậy thì natri so với magie cũng bé hơn, đúng không ạ? Rồi, kali, canxi ta cũng nhận thấy là tương tự như vậy. Rubidi, strontium, cc, bari thì tất cả đều có chung kết quả là các giá trị vật lý của kim loại kiềm đều nhỏ hơn so với các kim loại trong cùng chu kỳ. Đó. Vậy thì tại sao các cái hằng số vật lý của kim loại kiềm là nhỏ hơn so với các kim loại ở sau nó trong cùng chu kỳ? Thì vấn đề này được giải thích dựa trên một số yếu tố như sau. Yếu tố thứ nhất là độ bền của liên kết kim loại trong mạng tinh thể. Yếu tố thứ hai là bán kính nguyên tử. Yếu tố thứ ba là kiểu mạng tinh thể. Với kim loại kiềm thì liên kết kim loại trong mạng tinh thể của nó kém bền, cho nên nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của nó là nhỏ và độ cứng của nó là thấp. Mặt khác, kim loại kiềm thì có bán kính nguyên tử lớn nhất trong chu kỳ,
và kiểu mạng tinh thể là kế mạc khích, đó là mạng tinh thể lập phương tâm khối. Cho nên cái khối lượng riêng của nó là nhỏ. Như vậy thì ở đây nãy giờ chúng ta đưa ra nhiều vấn đề như vậy, nhưng chốt lại thì các em cần nhớ mấy ý sau đây thôi. Thứ nhất là kim loại kìm có mặt trắng bạc, rồi có ánh kim dẫn điện và những tia ốc. Bây giờ là thêm cái yếu tố là dẫn điện và dẫn nhiệt tốc nữa. Thì cái chuỗi dẫn nhiệt này thì chúng ta cũng lưu ý thêm. Cái luận thứ hai là kim loại kìm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng là nhỏ, nên là nhỏ so với các kim loại khác và độ cứng là thấp. Bây giờ chúng ta sẽ đến nội dung tiếp theo là ứng dụng của kim loại kìm. Các ứng dụng của kim loại kìm được dựa trên tính chất vật lý của nó là chủ yếu và có một số cái ứng dụng cụ thể sau đây. Dùng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp như là hợp kim natri kali có nhiệt độ nóng chảy là 70 độ C. Thế thì cái hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp này dùng để làm gì? Thì dùng để thứ nhất là làm cái chất trao đổi nhiệt trong lò phản hạt nhân, hoặc là chất tải nhiệt, hay là chất làm lạnh trong lò phản hạt nhân. Thứ hai nữa là dùng làm thiết bị báo cháy. Ứng dụng thứ hai, li ti, dùng để tạo ra hợp kim siêu nhẹ với nhôm. Đây là kim siêu nhẹ dùng ở trong cái kỹ thuật của ngành hàng không. Với CC, đây là một kim loại rất dễ bức e ra khỏi nguyên tử khi được chiếu sáng bởi các photon ánh sáng, cho nên nó được sử dụng làm tế bào quang điện. Thì đây là ba cái ứng dụng cơ bản của kim loại kìm mà các em cần phải nắm. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần tính chất hóa học của kim loại kìm. Qua video vừa rồi chúng ta có thể nhận ra rằng là các kim loại kìm có khả năng phản mạnh. Vậy tại sao kim loại kìm có khả năng phản đó? Thế thì điều này là do kim loại kìm có tính khử rất mạnh. Kim loại kìm có tính khử rất mạnh. Đây là một cái ý đầu tiên mà các em phải nắm. Thì trong phản, các kim loại kìm luôn nhường một A ở lớp ngoài cùng để tạo thành ion kim loại kìm. Đó, với cái phương trình chung là M nhường một A thành là ion M cặn. Và chính vì vậy thì kim loại kìm luôn thể hiện số oxy hóa cộng 1 trong mọi hợp chất. Như vậy chỗ này là đầu tiên là các em nhớ được một số cái ý quan trọng như thế. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến một số phản ứng cụ thể của kim loại kìm. Đầu tiên là phản ứng giữa kim loại kìm với phi kim. Ở đây có hai phi kim cơ bản được nêu ra, đó là oxy và clo. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét phản ứng của kim loại kìm với oxy. Đây là thí nghiệm phản ứng giữa natri với oxy. Oxy này là ở trong một cái ống thủy tinh có cái lỗ thông ở đây. Thì chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Ở cái video mở đầu các em có thể xem chưa kỹ các thí nghiệm. Bây giờ các em cùng với thầy xem lại các hiện tượng và thử đưa ra những cái nhận xét như thế nào. Người ta đang gia nhiệt ở cái thành ống thủy tinh. Natri là nóng chảy ra và cháy, tạo ra những tinh thể màu trắng ở đây. Và đặc biệt là nó cho nguồn lửa màu vàng. Thế cái nguồn lửa màu vàng này đấy, thì nó có liên quan đến cái việc tạo ra các loại pháo hoa. Thì các cái màu sắc rực rỡ của các loại pháo hoa đó thì là do cái các muối của một số kim loại tạo ra. Thì các kim loại và muối của chúng thì tạo ra cùng một màu sắc. Ví dụ như là natri mới nãy đấy thì tạo ra cái nguồn lửa màu vàng ở trong các loại pháo hoa. Hay là li ti thì tạo ra nguồn lửa màu đỏ. Thì đấy cũng là một trong những ứng dụng của cái hợp chất kim loại kìm. Thế thì trong cái video này cũng xuất hiện một cái phương trình hóa học. Thì bây giờ thầy sẽ biểu diễn lại cái phương trình hóa học đấy. Thì cái chất rắn được tạo ra trong cái thí nghiệm mà ta thấy đấy chính là Na2O2, gọi là natri bioxit. Với cái phương trình là như thế này. Vậy thì natri phản với oxy có tạo ra được là natri oxit không? Trong điều kiện nào? Thì trong điều kiện là không khí khô ở nhiệt độ thường thì natri phản với oxy, phản ngay với oxy đấy thì tạo ra là tri oxit. Bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ xem xét phản của kim loại kìm với khí clo.
và đây là thí nghiệm phản ứng giữa natri với khí clo. Natri được đựng ở trong cái mô xác ở đây, và đây là bình đựng khí clo. Chúng ta sẽ xem hiện tượng thế nào. Người ta đang gia nhiệt ở cái mô xác để làm gì? Chúng ta thấy rằng là ở đây người ta đang gia nhiệt cho nó, và natri nóng chảy ở đó, rồi đưa nhanh vào trong lọ đựng khí clo. Điều gì đấy ạ? Ta thấy rằng là natri nó bùng cháy và nó tỏa ra cái khói trắng ở đây. Khói trắng ở đây. Vậy khói trắng đó là gì ạ? Và phương trình hóa học như thế nào? Đấy, cái khói trắng mà ta thấy đó chính là natri clorua NaCl được tạo thành trong phản ứng giữa natri và clo. Qua hai cái thí nghiệm vừa rồi thì chúng ta có thể khẳng định rằng kim loại kiềm khử dễ dàng các nguyên tử phi kim thành ion ăn. Tiếp đến, chúng ta sẽ xét các phản ứng của kim loại kiềm với các axit. Thì ở đây chúng ta sẽ xem thí nghiệm phản ứng giữa natri với dung dịch là axit clohydric. Đấy, đây là mẫu natri. Người ta đang rót dung dịch HCl vào cái cốc thủy tinh. Sau đó cho natri vào. Bút khói. Và ở đây natri nó đã cháy, có thể là kèm theo tiếng nổ ở đó nữa. Như vậy thì qua cái thí nghiệm này có thể khẳng định rằng kim loại kiềm khử mạnh ion H cạm trong dung dịch HCl hoặc là dung dịch H4 loãng thành khí hydro, và cái phương trình ở đây minh họa là natri phản với dung dịch HCl thành là natri clorua và hydro. Thế thì phương trình hóa học chung khi cho các kim loại kiềm phản với dung dịch HCl hoặc là dung dịch H4 loãng là gì? Thì ở đây có thể viết là 2M cộng 2H cộng tạo thành 2M cộng và H2. Thì các em có thể ghi nhớ cái phương trình chung này để khi làm bài tập chúng ta có thể dùng nó. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét lại phản ứng của kim loại kiềm với nước. Với li ti thì nó nổi trên mặt nước và nó bốc cháy. Ngọn lửa của nó màu đỏ. Natri thì cũng nổi trên mặt nước. Đúng không? Chạy trên mặt nước rồi bốc cháy, cuối cùng là nó nổ. Với kali thì nó nổ ngay, sulfide thì sao? Bốc cháy bùng nổ liền. CG nổ rất mạnh và làm vỡ được cái chậu thủy tinh. Thì qua đây thì chúng ta có thể khẳng định rằng các kim loại kiềm khử mạnh nước ở nhiệt độ thường. Đây là ý thứ nhất mà các em cần phải nắm. Ý thứ hai là phản ứng nó mạnh dần từ li ti đến CG. Đấy là hai cái nhận xét mà qua thí nghiệm rồi chúng ta có thể rút ra được. Ở đây có một ví dụ về phương trình hóa học là kali phản với nước để tạo thành kali hydroxit và khí hydro. Phương trình hóa học chung mà cái phương trình rất quan trọng. Phương trình hóa học chung là 2M phản hai nước thành 2MOH và hydro. Tức là MOH này là hydroxit của kim loại kiềm. Thì cái phương trình này rất quan trọng ở trong bài tập, các em cần phải lưu ý. Và qua cái thí nghiệm này và qua những cái phản phía trước thì chúng ta cần lưu ý điều gì? Lưu ý thứ nhất là việc bảo quản kim loại kiềm thì phải ngâm kín chúng ở trong dầu hỏa. Vì sao như vậy? Là vì ta thấy rằng là kim loại kiềm nó có khả năng phản ngay ở nhiệt độ thường với oxy của không khí hoặc là với hơi nước. Cho nên phải bảo quản nó ở trong dầu hỏa. Còn vì sao phải dùng dầu hỏa thì ở phía sau chúng ta sẽ đề cập đến. Lưu ý thứ hai là phải hết sức cẩn thận khi tiếp xúc với kim loại kiềm. Vì sao như vậy? Bởi vì cái phản của nó cháy nổ mạnh. Cho nên khi tiếp xúc với nó các em phải rất cẩn thận. Như vậy là cái phần tính chất hóa học chúng ta đã tìm hiểu xong. Bây giờ chúng ta qua nội dung thứ tư là trạng thái tự nhiên và điều chế. Về trạng thái tự nhiên, như chúng ta đã biết ở phía trước là các kim loại kiềm có khả năng phản rất mạnh. Cho nên, trong tự nhiên, kim loại kiềm không tồn tại ở dạng tự do đơn chất, mà chỉ tồn tại ở dạng hợp chất, như là muối ăn, natri clorua có nhiều trong nước biển, hoặc là muối mỏ, rồi là quặng sinh, ngay cả trong đất cũng có chứa nhiều natri. Đó. Về phương pháp điều chế, thì với cái lý do là nó chỉ tồn tại ở dạng hợp chất trong tự nhiên, cho nên cần phải thực hiện việc điều chế
Vậy trong công nghiệp người ta điều chế kim loại kim bằng cách nào? Thì chúng ta quan sát hình ảnh sau đây. Đây là sơ đồ điều chế natri bằng phương pháp điện phân nóng chảy NaCl trong công nghiệp. Và thùng điện phân này có cấu tạo với hai cái điện cực. Ở đây là điện cực âm cathode làm bằng thép. Ở đây cũng là cathode làm bằng thép. Và cực dương anode này thì làm bằng than chì, tức là điện cực trơ đó. Thế thì cái quá trình điện phân xảy ra đó, thì tại cực âm cathode này, cái ion Na cảm sẽ đến bề mặt của cathode và nó nhận A của cực âm này để thành là kim loại natri ở dạng nóng chảy và nó nổi lên phía trên ở đây. Còn tại cực dương anode thì ion Cl trừ đến bề mặt của cực dương này nhường A cho cực dương này và thành khí clo, và khí clo này thoát ra ngoài. Đấy là cái quá trình điện phân natri clo nóng chảy. Với các kim loại kiềm khác cũng vậy, người ta cũng dùng phương pháp điện phân nóng chảy. Ngòi muối halanua thì có thể là dùng hydroxit của nó để điều chế. Và thì các em cần phải nhớ là phương pháp điều chế kim loại kiềm ở trong công nghiệp là điện phân nóng chảy muối halanua hoặc hydroxit của nó. Ở đây là một số ví dụ có thể điều chế natri trong công nghiệp bằng điện phân NaCl nóng chảy hoặc là điện phân NaOH nóng chảy như trên màn hình. Như vậy, cái phần lý thuyết của bài học hôm nay đã khép lại. Chúng ta sẽ dành ít phút để củng cố lại bài học nhằm khắc sâu hơn kiến thức mà các em đã thu nhận được. Ở phần này, các em hãy cố gắng suy nghĩ để đưa ra cho mình một cái đáp án chính xác cho những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây. Đây là câu hỏi số 1. Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm? A. Kali, B. Li-ti, C. Niken và D. Natri. Câu hỏi này rất là dễ, ở mức độ là kiến thức nhận biết, chỉ cần nhớ và tái hiện lại. Thì ở cái phần phía trước chúng ta đã chốt là có 5 kim loại kiềm và đặc biệt là 3 cái kim loại đầu tiên là Li-Na-Ca đó. Thì bây giờ Li-ti đây, Li-ti ở đáp án B, phải không? Natri ở đáp án D, Kali thì ở đáp án A, còn cái đáp án C này Niken thì không phải. Như vậy rõ ràng đáp án của câu này là đáp án gì? Đáp án C đúng không ạ? Ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Nguyên tử của các kim loại kiềm có số atom ở lớp 10 cộng là bao nhiêu? A4, B3, C2, D1. Thì đây cũng là một cái câu hỏi rất là dễ ở mức độ nhận biết. Thì ở cái phần cấu tạo, cấu hình mới nãy đó, thì cấu hình lớp 10 cùng của nó có một A. Kiến thức này chị em cần nhớ như vậy là sao? Vậy thì rõ ràng đáp án của câu này là đáp án D, đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Thấy dễ dàng đúng không ạ? Câu số 3 như sau. Sản phẩm tạo thành khi cho kim loại natri tác dụng với nước là hydro và chất gì đó? A là NaH, B là NaOH, C là Na2O2 và D là Na2O. Thì như vậy là ở chỗ này phần tính chất hóa học, chỗ phản ứng với nước đó, nãy cho em nhớ lại là cái phương trình chung khi cho kim loại kiềm phản ứng với nước là gì? Tạo ra hydro và hydroxit của kim loại kiềm. Vậy ở đây hydroxit của natri là chất nào? Hydroxit của natri là đây, NaOH. Như vậy đáp án của câu này phải là đáp án B. Ta đến với câu hỏi số 4. Trong phòng thí nghiệm, để bảo quản natri có thể ngâm kín natri trong chất gì đấy? A là giấm, B cồn, C dầu hỏa và D là nước. Thì cái chỗ này phần lưu ý hồi nãy là chúng ta có nói rồi, đề cập rồi phải không ạ? Phải ngâm kín trong dầu hỏa. Vậy tại sao là không ngâm trong giấm? Đấy, tại sao không ngâm trong giấm? Thì chúng ta nhớ rằng là giấm á, thành phần của nó là dung dịch của axit acetic. Trong đó có nước và axit acetic. Như vậy hai chất này đều phản mạnh với kim loại kiềm, kim loại natri, cho nên không dùng giấm được rồi. Cồn thì được không? Thì cồn là gì? Chúng ta đã học lớp 11, cồn là ancol ethylic, đúng không? Mà tính chất quan trọng của ancol vẫn là phản với kim loại kiềm, cho nên chúng ta không dùng cồn. Nước thì càng không được rồi, đúng không ạ? Vậy thì dầu hỏa tại sao dùng được? Thì ta nhớ rằng là dầu hỏa là thành phần của nó là những cái ancan, những cái hydrocarbon ở trạng thái lỏng và nó có tính trơ, không có phản ứng với natri, không có phản ứng với kim loại kiềm, cho nên người ta dùng dầu hỏa là như vậy. Như vậy cái chương trình của hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em mạnh khỏe, học tốt,
hẹn gặp lại các em ở cái chương trình phát sóng lần sau.